là khu vực ngã 6 Cộng Hòa, giao nhau giữa Hồng Thập Tự, Lý Thái Tổ với lại Thành Thái, đường Cộng Hòa cái gì. Đây là trường tiểu học Phan Văn Trị nè. Trái là bệnh viện truyền máu huyết học. Phía trước cắt ngang là đường Tống Quỳnh, bên trái là đường Vũ. Đi ra Hồng Thập Tự vậy. Rồi quẹo phải đây là Tống Quỳnh với Bùi Thị Xuân. Quẹo vô trường Nguyễn Bá Tông ngày xưa nè. Đấy là siêu thị Coop Mart. Đó đi thẳng luôn là xuống chợ Nguyễn Thái Bình đấy. Bùi Thị Xuân bây giờ nè. Bên phải đây là đường Nam Quốc Cang, hẻm 79. Đây trường Bùi Thị Xuân ở vậy. Lương Hữu Khánh với Nguyễn Bá Tòng nè. Đó, chạy chậm chậm thì xem nha. Đây là phụ huynh đang chờ đón con ra hết tan trường á. Một phần cho thuê làm ngân hàng ngoại thương Vietcombank nè. Rồi đây gặp đường Nguyễn Trãi, ngày xưa nó tên là Võ Tánh cái gì ha, đoạn quận 1 á là Võ Tánh. Phù Đổng quá vậy.
phải là khách sạn New World Cafe Starbucks, thẳng luôn là đường Gia Long. Bây giờ là Ngô Gia Tự á, bên trái là Lê Văn Việt nữa vậy. Và đường Ngô Tùng Châu, bây giờ là Lê Thị Riêng á, tôi sẽ quẹo qua. Tôi tìm nhà của dì Chính, số 9 Ngô Tùng Châu, bây giờ là Lê Thị Riêng nè. Đây dì Chính ngắm cái khu của mình nha. Đây bên phải là số 8 nè, bên trái là số 1A nè. Đây hẻm số 5 nè dì Chính ơi. Đây số 9 này. Con sẽ vô gặp dì Nhân với dì Ái để quay cho dì xem cái nhà số 7, số 9, giờ số 11, số 13 nè. Ở nhà hàng ấy, cái hẻm đi vô nè. Đó, dì nhớ chưa? Ngô Tùng Châu ha. Thank you, see you vậy.